Uầy, thơm đấy. Ngon lắm ạ. Ồ, mẹ mới rán sơ thôi đấy. Khi nào ăn, phải rán kỹ lại ăn mới ngon. Thế này là ngon lắm rồi. Ừ, mẹ còn đang rán một mẻ đây này, tha hồ mà ăn. Nhưng mà làm gì thì làm, cũng phải lo ăn, lo ngủ để bảo đảm sức khỏe đấy. Không à, làm cả đời tích cóp, về già không đủ tiền mà chữa bệnh đâu. Mẹ chỉ nói con thôi, bố mẹ từng này tuổi rồi, có bao giờ tự nghĩ cho mình đâu. Bố mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Nhớ rồi, dặn mãi thôi. À, mẹ dàn xong chỗ kia, rồi cho hết vào hộp này cho con nhá. Làm gì đấy? Con mang cho bác. Như Y cũng thích ăn món này lắm đấy. Con mang cho Dương. Dương? Con bé Dương à? Vâng ạ. Hai đứa. Con sẽ theo đuổi lại Dương mẹ. Có lẽ là em đã bỏ qua rất nhiều điều. Có rất nhiều những khúc mắc lẽ ra em nên làm rõ, nhưng em đã cố chấp bỏ qua chỉ vì định kiến của cá nhân mình. Nghĩ lại thì cả anh này, chị Du và cả sếp Giang nữa đều rất kính trọng bố em. Bố em xứng đáng được kính trọng. Hầu hết những người làm việc dưới trướng của bố em, họ đều cảm thấy được làm việc với bố em là một may mắn. Bọn anh chỉ cần làm việc hết mình, cống hiến hết sức của mình, không bao giờ phải lo lắng bất kể một vấn đề gì cả, kể cả tiền bạc hay là quan hệ. Bố em là người có thể lo cho người khác, thực hiện những ước mơ điên rồ. Còn đối với anh, bố em là một người sếp, không bao giờ bỏ rơi quân của mình. Em có biết vì sao bố em đi tù không? Vì... Alo ạ? Anh tìm thấy bố em rồi. Thật ạ? Bố em đang ở đâu ạ? Em vào viện luôn đi. Bố đang cấp cứu. Sao cơ ạ?